được mấy. Em về còn cái bán mẫu này không? Đó, ý là nó nặng 4 ra 4 cái camera với cái cổng kiểu này nè, nhưng mà cái hiệu cũng được. Cái này giờ còn cái loại này không? Không có rồi nè. Không có, đầu này đầu analog, bữa nay em đâu có hàng analog đâu. Chỉ có đầu ghi chạy 5 trong 1 thôi. 5 trong 1 thì nó chạy được analog. Chứ còn đầu mà về kêu được analog em không có. Em có hàng. Giờ em thư cái này rồi. Cái này bây giờ báo phí cao lắm. Phí mà bên hãng nó báo giá cao lắm. Vì phụ kiện của nó có nhiều lúc nó không có phụ kiện để thay luôn. Cái này giờ nó bị lên 8 màu rồi sao ta? Nó bị hư rồi, nó bị hư cái me hay cái chip gì trong của đầu vi rồi. Sửa được hả? Sửa, tất nhiên là sửa được, nhưng mà vấn đề là nó không có chip để, hoặc là nó không có me để nó thay. Mà nó báo phí cao lắm, mà thay về rồi một tuần, hai tuần nó cũng hư lại rồi. Nó vì cái đầu này là đầu analog, đầu cũ đời, cũ lắm luôn rồi đó. Giờ mình có cái nào cũ đổi bù tiền không để sửa? Chứ nhờ. Dạ không. Này giờ mua ở đây giờ em lại bỏ hết 4 cái camera kia đúng không, chứ còn xài được. Cái này em không, bây giờ hàng này mẫu analog này giờ em đâu có hàng đâu. Giờ bên em toàn hàng TI rồi không đâu, chứ đâu có mẫu analog này đâu. Cái này nói cái gì để ghi để xài analog đó. Là... Nhưng mà đầu ghi đó bây giờ anh phải mua đầu ghi mới, em bán giá mới chứ không bán giá bù. Thì giá bán. Cái đầu đó là xài được cái camera này đúng không? Đúng rồi, xài được camera analog. Làm như cái đó. Bé đưa cái hàng của ông Quyết cho chú luôn bé ơi. Cái đó coi qua mạng được không? Có được anh. Mà thấy cái này cũng có coi qua mạng mà có xài được hả? Này cắm về mạng vô mà phải trả tiền hả? Trả tiền. Đúng rồi, mấy cái đầu ghi này là anh phải trả tiền. Cái kia sử dụng tên miền, còn cái kia anh sử dụng cloud. Bé ơi, tính cho chị cái đầu ghi 7104 TD6 giá dùm chị đi bé. Trăm ba hả? Dạ, nó chạy được 4 này. Vừa chạy được analog, vừa chạy được HP, vừa chạy được CVI. Nó mấy bọt vậy? 4 tổng. Bỏ hành đi. Bỏ hành hay không? Cậu này nếu như mà về cái con cam, mấy cam cũ của anh nó hư thì anh mua về cam CVI về anh thay. Không, cam cũ xài tốt, xài nó cái gì đó. Cái này lâu lâu cái nó bị lên 8 màu. Dạ cái đúng rồi, thì cái cúp điện cái là nó bị cái đó, cứ gắn đi gắn lại hoài mà nay. Đúng rồi, men ở trong nó bị hư rồi. Cứ cúp điện là nó bị à. Mà để nó luôn mà không sao, mà cứ theo cúp điện cái này. Một là anh thay mẫu này, hai là còn mẫu nào rẻ không? Dạ không. Mẫu này là rẻ lắm rồi, rẻ chút rồi. Bây giờ cái này cấu hình coi qua mạng luôn cho dùm được không, hay là mình phải dạ về? Không, anh về bên đó phải ấy qua mua đông mạng, mua đông mạng bọt rồi. Rồi anh mới gọi qua bên kỹ thuật bên em, mới ưu tiên qua cho anh chạy. Cái này không có tài đặt thẳng. Cái này
này là khỏi cần trả tiền tháng để coi qua mạng phải không? Dạ đúng rồi, cái này em xài cà la. Dạ trời ơi, khách mối không ở đây, mối chúa luôn. Mối chúa, mối chúa, bây giờ mối chúa trên giày, mới thấy anh lấy hàng. Trời ơi. Anh có đem cam không? Không, không đem cam. Cam gắn trên tường hết rồi. Thử hả? Bát luôn cho anh nha. Bát gì? Ừ. Cứ xài sao mà về cứ gắn cam vô là xài thôi. Này là em đang test. Em test cho anh thử cam analog nha. Mà mỗi lần tắt cái nó mở vô hay lâu vậy ta? Dạ đúng rồi, nó phải khởi động lại đầu ghi chứ. Khởi động lại đầu ghi chứ, nó đâu có vô liền lại được. Cái này để suốt mà đâu có tắt gì, chừng nào cúp điện rồi nó mới... Thank you.
900 đi. Không mới được anh ơi. Anh coi cái giá cái đầu riêng này anh cao luôn luôn là anh thấy em bớt giá cho anh nhiều lắm rồi đó. Ghi cho cái phiếu rồi để ghi số điện thoại cho nha để về tiếp cho nó điện. Này à, mua có gặp rồi mà nói sao không không gặp rồi. Mình còn một cái cơ sở gì đó ở đâu ở đường gì ở đường gì ta? Tên Sơn Bình Phước. Không chín không sáu ba không chín bảy bảy chín. Lấy cái bao cho tao. Lấy cái bịch bự để treo. Không treo được. Lấy cái bao cho tao. Cái điện thoại đi, cái điện thoại cũng thật kỳ luôn. Em ghi cái điện thoại cũng thật kỳ luôn. Ghi cái thật kỳ. Có ông nào ghi hết luôn thì ông này không được điện chưa. Thank you.